Hello các bạn, bây giờ là 7 giờ sáng ngày 25 tháng 7. Và hôm nay thì Kim Đồng sẽ phát hành truyện Học viện Xanh Hùng tập 30 bản đặc biệt. Lý do mà 7 giờ mình mới bắt đầu từ nhà đi là do hôm nay mình sẽ cam ở Pha Sa An Mon Long Biên các bạn nhé. Vì nhà sách này mở cửa từ 10 giờ cơ, nên 7 giờ đi vẫn còn sớm chán nè. Và một số tip khi cam ở trung tâm thương mại là các bạn đừng nên đến sớm quá nhé. Cái quan trọng đó chính là các bạn phải chạy thật nhanh, vì Pha Sa chỉ phát số cho những ai đứng trước cửa nhà sách đầu tiên, chứ không phải là phát cho ai đứng trước cửa trung tâm thương mại ấy các bạn. Và lần này mình khá là đen vì lần đầu tiên mình cam ở một nơi lạ như này, nên mình đã mất khoảng tầm gần một tiếng để tìm được chỗ đứng. Ở cái trung tâm thương mại này có tận 9-10 cổng gì đấy các bạn. Mình chỉ biết được là nếu mà đứng ở cổng số 4, số 5, số 6 thì các bạn sẽ dễ mua hơn. Mái vòm đẹp các bạn nhỉ. Hôm nay mình đi dép các bạn ạ. Mình thấy ai xếp hàng cũng đều đi giày hết, vì chắc là sàn nhà của trung tâm thương mại nó khá là trơn đấy các bạn. Nhưng mà không sao, lần đầu mà. Bây giờ là mình đang thử đi về cổng số 6 xem là nó có ai không. Tại vì mình đứng cổng số 5 nó khá là vắng. Mình vừa mới xem bản đồ của trung tâm thương mại xong thì cổng số 6 nó gần nhất với cả cái thang cuốn đi lên Pha Sa các bạn. Hôm nay trời nắng kinh khủng khiếp luôn các bạn ạ. Mình mặc áo cộc tay nên nó nóng lên nóng luôn. Mình thường ngồi ở cổng số 6 xem là có ai không, nhưng mà hóa ra là chả có ai các bạn ạ. Ngồi ở đây còn nghe được cả tiếng nhạc và tiếng chim hót đấy các bạn. Sau một hồi quyết định thì mình đã quay trở lại cổng số 4 vì mình thấy ở đây có khá là nhiều bạn đang đứng xếp hàng. Và lúc này là khoảng tầm 8 rưỡi sáng. Mình phải đứng thêm khoảng 1 tiếng rưỡi nữa thì mới được vào cơ. Hôm nay có cả mấy em mẫu giáo đến đây đi chơi các bạn này. Và lúc này là khoảng tầm 10 giờ kém thì mình đã thấy một chị nhân viên đứng ở đây để mở cửa cho bọn mình vào. Lúc chị nhân viên vừa mới mở cửa cái, mọi người chạy tán loạn luôn các bạn ạ, như kiến bị vỡ tổ ấy. Mình chạy thục cả mạng lên đấy, mình đứng mình thở hồng hộc mà vẫn được số 33. Mình thấy có một số bạn đứng ở cổng số 5 thì được số 1, số 2. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm các bạn nhá. Mình đếm sơ sơ thì cũng phải tầm trên dưới 150 người hôm nay đi cam các bạn ạ. May mắn mình được số 33. Mặc dù bộ truyện này Kim Đồng in tận 15.000 bản đận, thế nhưng mà vẫn có rất nhiều người đi cam. Lúc mình thanh toán thì mình cũng không quay được, tại vì là mình phải điền thông tin lên cái phiếu đấy các bạn. Đây là lúc mình đang chụp ảnh trước cửa nhà sách để mình đi lên tầng 4 xem phim này. Mình thấy khá là bất ngờ, tại vì là giá vé mình xem trên app có mỗi 60.000 thôi, mà rạp phải to gấp mấy lần cái rạp beta hôm trước mình đi xem. Đây là cái phim mà hôm nay mình sẽ xem với các bạn này. Phim này chỉ sau vài ngày công chiếu mà đã đạt doanh thu lên hơn 24 tỷ đồng. Hôm trước mình đi xem Thor thì mình thấy dư cả một đống poster các bạn ạ. Hôm nay mình đi xem thì hết sạch rồi. Mình mua mỗi cốc nước xoài đào cho các bạn ạ, vì ăn bỏng ngán lắm, với cả là dễ dính vào răng. 100 điểm. Mình đánh giá phim này khoảng tầm 100.000 tỷ điểm nhá. Và bây giờ cũng đã là khoảng tầm 1 giờ kém rồi, bây giờ mình sẽ đi về thôi.